quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Dân số thế giới chính thức chạm mốc 8 tỷ người, sớm hơn dự kiến 15 năm. Bé gái sinh ra ở Tondo, Manila, Philippines được ghi nhận là người thứ 8 tỷ trên thế giới. Bé gái được sinh thường tại bệnh viện vào sáng sớm 15 tháng 11. Chúng ta vừa chứng kiến em bé thứ 8 tỷ trên thế giới ở Philippines. Bé đã chào đời vào 1 giờ 29 phút sáng nay. Bác sĩ Romeo Bituin, giám đốc chuyên môn y tế của bệnh viện cho biết, bà Naomi Kitahara, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, cho biết 12 năm trước, dân số thế giới mới chỉ chạm mốc 7 tỷ người. Chúng ta kỳ vọng đến năm 2037, con số này mới lên 8 tỷ. Thực tế đến năm 2022, thế giới đã đạt 8 tỷ và đến năm 2037, con số này dự kiến nâng lên mốc 9 tỷ. Châu Á và châu Phi sẽ thúc đẩy sự gia tăng này. Báo cáo triển vọng dân số thế giới năm 2022 chỉ ra rằng, thế giới mất 12 năm để tăng từ 7 tỷ dân lên 8 tỷ, sắp xỉ thời gian từ 6 tỷ lên 7 tỷ. 1 tỷ tiếp theo dự kiến sẽ cần 14,5 năm. Dân số thế giới được dự báo sẽ đạt mức cao nhất khoảng 10,4 tỷ người vào năm 2080, duy trì mức đó đến năm 2100. Trong 10 quốc gia đóng góp hơn một nửa mức tăng trưởng dân số từ 7 tỷ đến 8 tỷ, Ấn Độ là nước đóng góp lớn nhất, tiếp theo là Trung Quốc và Nigeria. 2/3 dân số toàn cầu sống ở một quốc gia hoặc khu vực có mức sinh dưới 2,1 con trên một phụ nữ, còn gọi là mức sinh thay thế. Tuổi thọ trung bình toàn cầu đạt 72,8 tuổi vào năm 2019, tăng gần 9 năm tuổi kể từ năm 1990. Nhưng vào năm 2021, tuổi thọ của các nước kém phát triển nhất đã tụt hậu 7 năm tuổi so với mức trung bình toàn cầu. Còn ở nhiều nước đang phát triển, tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động từ 25 đến 64 tuổi ngày càng tăng.